Năm chiếc bánh kính chào quen bà anh chị em. Cổ tràn hạt trên tay đức mẹ đã phát sáng. Hiện tượng phát sáng còn xảy ra tại vị trí trái tim đức mẹ. Khuôn mặt đức mẹ có những lúc biến đổi. Người ta đã nhận ra chính khuôn mặt đức mẹ cũng được phát sáng một cách kỳ diệu. Chẳng những là thay đổi màu sắc khuôn mặt, khăn trùm đầu mà còn là toàn diện khuôn mặt đã sáng rực, thay đổi hoàn toàn so với tượng nguyên thủy. Tượng đức mẹ cao khoảng 3 mét, được làm do một nghệ nhân ở giáo xứ Đức Long thực hiện tại chỗ, đã trải qua khoảng 15 năm trong trạng thái bình thường như các tượng đài khác. Tượng này đã được làm phép do cha già Cố Yến, là cha nguyên chánh xứ Bạch Lâm, rất có lòng yêu mến Đức Mẹ. Từ đó đến nay, việc sùng kính mẹ tại nơi này cũng không có gì đặc biệt. Vào buổi chiều ngày thứ tư 9 tháng 7 năm 2008 vừa qua, có mấy em gái chơi nhảy dây gần đó nghe thấy có tiếng khóc thúc thích lạ quá chúng đi tìm xem có ai khóc không thấy ai rồi một đứa nhìn lên tượng đức mẹ nó phát hiện ra đức mẹ khóc hai dòng lệ chạy xuống đôi mắt của mẹ xuống tới cằm chúng liền tri khô lên và chạy ngay về nhà báo tin cho cha mẹ hàng xóm mọi người gần đó chạy đến xem hiện tượng lạ một lúc sau họ vào trình cha xứ ra xem ngài đã thấy sự lạ liền cùng với những người có mặt quỳ xuống nguyện kinh lần hạt cầu nguyện sau đó ngài vào nhà xứ cướp cầu giao điện nhà thờ cho khu vực tối ôm sợ dân chúng thấy kéo đến sen, làm to chuyện ra làm to chuyện ra lại phiền cho các cha tuy nhiên không thể cản nổi mọi người ùn ùn kéo tới sen, đó là ngày đầu tiên đức mẹ khóc ngày hôm sau tràn ngày phát sáng đức mẹ biến hình khuôn mặt của mẹ và sắc diện của mẹ trở nên sinh động như người thật. Đồng thời có những hạt màu đỏ, xanh vàng, trắng tím ở tràng hạt và thánh giá của chuỗi hạt lóe sáng rất đẹp. Sự kiện biến hình này đều lặp đi lặp lại cho đến ngày hôm nay. Còn cổ tràng hạt thánh thì vào ngày 21 tháng 7 đã được đem đi. Tôi và mọi người đều cảm thấy mình rất diễm phúc, được chứng kiến tận mắt khi đức mẹ biến hình. Đức mẹ giữ nguyên hình hài diễm lệ, xinh đẹp và sống động suốt đêm tôi canh thức và chờ đợi đến giây phút mẹ thay đổi khuôn mặt. 5 giờ 27 phút, mí mắt phải của mẹ từ từ sụp xuống một chút. Khuôn mặt trái xoen màu bỉnh của mẹ trở nên gầy hơn, biến qua mặt chữ điền, cầm hơi nhọn như tượng bình thường. Sự biến dạng này trong vòng 5 phút. Vào buổi chiều tối, khi ánh chiều tà bàn giao cho bóng tối vào lúc 18 giờ 30 phút, thường là khi mọi nhà lên đèn Mặt mẹ lại biến dạng Trở nên xinh đẹp và sinh động Sự lạ này lặp lại hàng ngày Đức mẹ khóc chảy huyết lệ Trong những đêm 23, 24, 25 tháng 7 vừa qua Vào lúc 1 giờ 30 Đức mẹ đã khóc chảy huyết lệ Sự kiện này xảy ra Trong tích tắc Giữa mắt trái của mẹ Có thấy máu chảy vào tuyến lệ phía trong Chảy xuống gốc mũi trái Rồi chảy ngược lên mặt lại Rồi hết Có nhiều máy chụp và quay phim đã ghi được ảnh này. Ở đây, Linh Mục Chánh xứ Bạch Lâm chưa bao giờ tỏ ra khó khăn và cấm cản. Ngài đã rất dịu dàng và tích cực giúp đỡ các khách hành hương có những phương tiện nghỉ ngơi, vệ sinh cấp đơn sơ nhưng đầy đủ. Ban thường vụ giáo xứ, các ban điều hành các đoàn thể, các giới, giới hiền mẫu, giới gia trưởng, phân công tác để giữ trật tự và quyết dọn vệ sinh xứng hợp cho nơi tôn nghiêm, nơi thờ phượng. Nhà thờ là con tim của giáo xứ Mặc dù buổi tối hôm xảy ra, ngài đã tỏ ra bối rối, nhưng sau đó đến nay, ngài càng ngày càng can đảm đến dễ thương. Vào sáng lễ nhất, 16 tháng 7, lễ Đức Mẹ núi Camelo, ngài có giảng lễ như sau. Giáo xứ Bạch Lâm chúng ta thật là diễm phúc. Đã suốt một tuần lễ qua, Đức Mẹ đã cho xảy ra nhiều hiện tượng lạ, như muốn nhắc nhở cho mọi người chúng ta nhớ lại và thực hành ba mệnh lệnh của mẹ tại Fatima hãy cải thiện đời sống, siêng năng lực hẹt mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Phải chăng, Ngài đã xác nhận những gì đang diễn ra trong giáo sứ diễm phúc này? Từ khi có hiện tượng lạ xảy ra đến nay, vì có rất đông người đến đây để hành hương, thăm tiếng, cầu nguyện, sánh hối, thay đổi tâm tình, bề trong, bề ngoài trong việc sống đạo. Nhiều người khi về đây chứng kiến thấy sự lạ, tràn hạt chiếu sáng, đức mẹ hiển linh liền quỳ sụp xuống ăn năn khóc lóc tội mình xin chúa mẹ tha thứ và xin ơn thánh hóa xin cho mình và gia đình những ơn cần hồn xét họ không sợ cơn nắng chói chang ban trưa hay những lúc trời mưa lấp nhấp vào buổi tối bất kể mưa hay nắng lúc nào cũng có khách hành thương đến tiếng mẹ tối nay dưới cơn mưa không lớn nhưng lấp nhấp kéo dài hàng giờ có đến cả chục ngàn người khắp nơi đổ về để kính viếng đọc kinh hát kinh khấn nguyện thật sốt sắng nhiệt tình. Rất nhiều người đã sử dụng máy chụp ảnh, ống nhòm máy quay phim để ghi hình. Mọi tín hữu trong vùng gia kiện, cách riêng giáo sứ Bạch Lâm đã khởi sắc rõ rệt. Những thay đổi sốt sắng bên ngoài là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi từ bên trong trước lời kêu gọi thầm lặng nhưng mãnh liệt của mẹ. Những ảnh hưởng của những bài thánh ca năm xưa trên cây sồi, lệ mẹ Fatima, cung chúc trinh vương Eva Maria được hát lên từ cõi lòng sốt sắng, ý thức chân thành cầu nguyện, đủ nói lên hoa trái này. Nhà thờ Bạch Lâm hôm nay được trang hoàng nhiều hoa nến, thấy nhiều người dự thánh lễ, chầu thánh lễ trực kính nhà thờ. Thiên Chúa sẽ vui mừng biết bao khi có những người con hoang đàn trở lại.